Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Xoay quanh một hiện tượng lạ lùng xảy ra trên hồ nước Canasi ở Tân Cương, Trung Quốc, hàng ngàn đàn cá lạ với hàm răng sắc nhọn bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, hung hăng tấn công những người dân đang chèo thuyền qua đây. Một số con nhảy cả vào khoang thuyền và tấn công những người đã khuấy động mặt hồ, trong khi những con khác thì dùng những hàm răng sắc nhọn để cắn phá thuyền từ phía mặt nước. Nhiều người hoảng loạn nhảy xuống hồ nước và bị cả đàn cá tấn công, gây thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thông tin đã tạo ra một cú sốc lớn cho người dân đại lục vì không chỉ thiên nhiên nổi loạn mà giờ đây ngay cả các động vật tưởng chừng như vô hại cũng hóa điên. Dẫn nguồn tin từ nhiều tờ báo chính thống cho hay, sự việc xảy ra vừa qua khi người dân sống ở Bukim, quận Adelaide, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc chèo thuyền trên hồ Canasi như thường ngày. Trong khi người đi giăng lưới đánh cá, người thì chèo thuyền di chuyển qua đây có tổng cộng khoảng 35 tàu thuyền với khoảng 150 người. Theo các nhân chứng cho biết, mặt hồ vẫn yên tĩnh như thường ngày, nhưng từ dưới đáy hồ phát ra một âm thanh lạ. Khi nhiều người còn đang hỏi giao âm thanh đó là gì, thì mặt hồ bỗng động dữ dội. Từ giữa lòng hồ, người ta thấy một đàn cá trồi lên và bơi nhanh về hướng của những tàu thuyền đang hoạt động. Chúng có tốc độ tấn công vô cùng kinh ngạc, không ngừng đâm húc vào mạn tàu, khiến cho tàu thuyền lắc lư dữ dội. Sức mạnh kỳ quái của chúng đã khiến nhiều người trở nên hoang mang, hoảng sợ và họ nghĩ ngay đến trường hợp mình đang gặp những loài thủy quái. Theo như mô tả của người dân thì loài cá này có chiều dài từ 50 đến 90 cm, có hàm răng vô cùng sắc nhọn và đặc biệt là rất hung tợn. Những người trên tàu thuyền vô cùng sợ hãi khi những đàn cá này còn hung tợn phóng lên trên tàu thuyền. Nhiều người còn bị những đàn cá này lao vào cắn với những hàm răng sắc nhọn vào tay, chân và lưng, bụng khiến chảy máu lênh láng khắp nơi. Trong khi nhiều con khác thì cố sức đục thủng tàu thuyền, AP dành lời cho chính quyền Tân Cương cho biết, những chiếc thuyền làm bằng gỗ hoặc những bè tre bị những đàn cá này xâu xé rất dễ dàng. Còn những tàu bằng sắt hoặc có kết cấu chắc chắn hơn thì chúng không thể đục thủng bằng hàm răng sắc nhọn. Nhưng với sức tấn công dữ dội cũng đã khiến mạn tàu bị méo mó và chằng chịt những vết xước đến nỗi chúng tự làm mình bị thương và chảy máu. Các nhân chứng cho biết khi những con có dấu hiệu bị thương và chảy máu thì ngay lập tức những con khác trong đàn xâu xé đồng loại vì vết máu càng khiến chúng trở nên hung tợn và đòi ăn. Theo thông tin cho biết, có nhiều người hoảng loạn đã ngã xuống hồ và bị những đàn cá này tấn công máu chảy lênh láng. Điều này càng khiến chúng tấn công dữ dội hơn. Cũng may thuyền của người này gần bờ thì anh ta cũng chỉ bị thương do đàn cá cắn. Anh cho thấy, cá hung dữ quá nên tôi sợ té xuống. Khi trồi lên thì cảm thấy một cơn đau ở chân. Có khoảng chục con tấn công tôi, trong số đó có con đã cắn mất đầu ngón chân của tôi. Tôi đã bỏ chạy trốn lên bờ vì sợ chúng sẽ đổ xô đến khi nghe mùi máu. Một trong số những người trên tàu đã nói to yêu cầu những người khác bình tĩnh và giữ nguyên vị trí, không nên động đậy hoặc là máu nhỏ xuống hồ nước. Vì đây rất có thể là loài cá hổ hoặc là cá răng đao thường sống theo bầy đàn. Chúng được mô tả như loài cá hung dữ nhất thế giới, không chỉ bởi hàm răng sắc nhọn của chúng mà còn bởi thói quen xâu xé cả những sinh vật lớn hơn. Cũng theo chính quyền Tân Cương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng cứu hộ đã điều trực thăng đến cứu mọi người và đưa những người bị thương nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu. Trước thông tin trên, nhiều người tỏ ra khá sốc vì hồ nước vốn yên bình quanh năm lại bất ngờ xuất hiện loài cá hung hãn này. Người dân nơi đây cho biết họ đã nghe qua loại cá răng đao này từ lâu, nhưng chính quyền thành phố và người dân địa phương khẳng định đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của đàn cá này ở hồ nước của địa phương. Hiện khu vực này đã được đề bảng là cấm di chuyển vì nguy cơ sẽ bị những đàn cá hung hăng tấn công và có thể dẫn đến mất mạng. Vì trên thế giới không hiếm trường hợp tử vong do bị đàn cá này xâu xé. Ngay cả một con bò to chúng xâu xé chưa đầy 10 phút là sạch sẽ, chỉ còn trơ xương và có trường hợp cá răng đao tấn công người nghiêm trọng, nhất là cậu bé 11 tuổi ở Peru, gây chấn động thế giới. Những người sống trong khu vực đã vớt được bộ xương của cậu bé và đưa vào một ngôi nhà hoang chờ người tiếp nhận. Tuy nhiên, theo điều tra, cậu bé này đã bị đuối nước và mất tích trong nhiều ngày trước.
Hay mới đây, một nữ du khách 22 tuổi bị một con cá piranha mắt đỏ cắn khi bơi ở bãi biển nổi tiếng Radejito gần khu vực sông xanh Sanaco, đông bắc Brazil. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó trong tình trạng sốc và mất máu nhiều. Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 5 năm 2017 khi Grossa, 28 tuổi, cùng chồng và con trai đi nghỉ ở Sarawak, một địa điểm du lịch gần bờ sông Sanaco. Theo lời kể của cô, thì con vật có hàm răng sắc nhọn lao vào cắn ngón chân áp út bên phải. Tôi chỉ ở dưới nước vài phút và cảm thấy đau ở dưới chân. Tôi la hét và nghĩ rằng mình đâm phải cái gì khi tôi nhấc bàn chân lên, có một con cá piranha rơi ra. Nữ du khách còn khẳng định một đàn cá đang bơi gần đó. Mặc dù nhiều tai nạn được ghi nhận, song chính quyền địa phương không đưa ra lời cảnh báo nào từ các du khách. Grossa được điều trị ở bệnh viện rất sốc khi phát hiện ra cô không phải là người duy nhất bị thương. Cô rất bức xúc khi chủ nhà hàng hay chính quyền không cảnh báo gì về loài cá piranha tại các địa điểm du lịch. Grossa đang hoàn thiện đơn khiếu nại gửi tới chính quyền. Cô cảm thấy thất vọng và khẳng định sẽ không bao giờ quay trở lại đây. Kể từ đầu năm 2021, hơn 40 trường hợp được ghi nhận trên khắp cả nước lên tiếng xác nhận vụ việc. Các nhà chức trách cho rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn đề nghiêm trọng. Họ sẽ kiểm soát tình hình và có thể đặt biển báo hạn chế bơi khu vực này. Vào tháng 4 năm 2016, ít nhất 12 người tắm biển được ghi nhận bị thương ở vùng biển Tocantins, trung bắc Brazil. Sau đó, các khu nghỉ dưỡng ở đây đã lắp kính bảo vệ để ngăn loài cá bơi vào, giúp du khách cảm giác an toàn hơn. Năm 2012, một du khách nhí thiệt mạng do cá piranha bị tấn công khi cô bé cập nạn khi bị lật thuyền trên sông Amazon. Quý vị thân mến, trong những ngày qua, người dân trong và ngoài nước hết sức bất bình với Trung Quốc vì đã có cách hành xử thiếu tôn trọng Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế quy định trong mối giao bang giữa các nước với nhau, qua việc Trung Quốc đã thông qua các kênh ngoại giao để phản đối Việt Nam. Chưa dừng lại tại đó, đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình còn gọi điện vào đường dây nóng yêu cầu Việt Nam không được tiếp nhận, cũng như phải nhanh chóng bàn giao trả lại cho Ấn Độ 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos. Họ Tập đã đổ cho hành động tiếp nhận 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos của Việt Nam là không thể chấp nhận được. Việt Nam đã phá vỡ tình hữu nghị đã cam kết với Trung Quốc từ trước tới nay trong tuyên bố không liên minh quân sự với nước ngoài, cũng như không cho nước ngoài thuê làm căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Việt Nam. Họ Tập đã nói rõ quan điểm của Trung Quốc là không chấp nhận việc Việt Nam sở hữu 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, tương đương với hành động Việt Nam đang sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực đối với Trung Quốc. Và nếu việc này không được giải quyết dứt điểm, Trung Quốc sẽ đơn phương tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa Việt Nam ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với đề nghị rút tên Việt Nam ra khỏi tổ chức này. Thưa quý vị, Ấn Độ chỉ mới trang bị cho Việt Nam 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos mà Trung Quốc đã làm lớn chuyện đến mức như kiểu Trung Quốc đã bị Việt Nam tấn công trước. Sức mạnh của tên lửa siêu thanh BrahMos có gì mà làm Trung Quốc lo lắng và sợ hãi đến mức điên dại như vậy? Rất ít người biết đến BrahMos là sản phẩm của công ty BrahMos Aerospace, liên doanh Nga-Ấn thành lập năm 1998 tại New Delhi, được Moscow chế tạo riêng cho New Delhi trên cơ sở loại tên lửa đối hạm siêu nổi tiếng P-800 Jakon thuộc tổ hợp tên lửa bờ đối hải K-300P Passion. Hiện Việt Nam cũng có hệ thống tên lửa bờ đối hạm này. Cái tên BrahMos được ghép và viết tắt từ hai con sông của Ấn và Nga. Siêu tên lửa này có tầm bắn 300 km, đầu đạn nặng 250 kg, bay trên độ cao tối đa là 14 km, thông thường 10 km với vận tốc chạm ngưỡng siêu vượt âm, gấp hơn 3 lần vận tốc của tên lửa hành trình cận âm Tomahawk của Mỹ. Các quy định về vận tốc tên lửa như sau. Dưới Mach 1 là tốc độ hạ âm, từ Mach 1 đến Mach 3 là siêu âm, từ Mach 3 đến Mach 5 là siêu vượt âm và từ Mach 5 trở lên được quy định là tốc độ siêu thanh. Điểm ưu việt nhất của BrahMos được phóng theo cơ chế bắn quên, tức là sau khi phóng đi thì không cần phải thêm bất kỳ một điều khiển nào khác. Nó tự động nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh rồi tự thân vận động đến mục tiêu. Trên đường bay, nó còn có khả năng biến tốc và đổi hướng 2 lần để tránh sự phát hiện của radar phòng thủ tên lửa đối phương. Trên hành trình bay, BrahMos
có thể tiếp nhận hai kênh điều khiển của hai loại vệ tinh khác nhau, vừa bay theo điều khiển của tín hiệu GPS của vệ tinh Mỹ, vừa có thể hành trình theo sự dẫn đường của hệ thống thông tin vệ tinh GNAP của Nga. Vào cuối đường bay, nó tự động ngắt các liên hệ với vệ tinh và tự động hạ thấp độ cao xuống từ 5 đến 15 mét so với mặt nước biển, kích hoạt đầu dẫn tự động, định vị mục tiêu chính xác với cự ly hàng mét, đảm bảo không mục tiêu nào có thể chạy thoát. Hải quân Ấn Độ bắt đầu thử nghiệm tên lửa BrahMos từ năm 2005. Họ dự định ưu tiên trang bị đó trên lớp tàu khu trục tên lửa Rajput, sau đó trang bị cho các loại tàu chiến khác. Hiện BrahMos có đủ 3 biến thể phóng từ trên bộ, trên không và trên hạm, cùng với tốc độ bay cực nhanh, khả năng biến tốc, đổi hướng và độ cao bay đoạn cuối sát mặt biển. Nó không để cho các hệ thống phòng thủ tên lửa có cơ hội phát hiện, chứ đừng nói là đánh chặn. Có thể nói đây là một trong những dự án thành công nhất trong lịch sử hợp tác công nghệ quốc phòng của Nga-Ấn Độ. Tại triển lãm hàng không quốc tế Ấn Độ năm 2013, người Ấn tiếp tục làm cả thế giới ngỡ ngàng khi giới thiệu phiên bản thứ hai hoàn toàn đặc biệt của tên lửa BrahMos. BrahMos 2 có thiết kế khá đặc biệt, khác hoàn toàn so với phiên bản trước đó. Thiết kế của tên lửa BrahMos 2 gần giống với tên lửa siêu thanh X-51A Wave Rider của Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá thì tên lửa BrahMos 2 chính là nguyên mẫu của X-51A học tập. BrahMos 2 có uy lực xuyên phá rất mạnh, khả năng chống nhiễu và đối phó với tên lửa đánh chặn rất tốt. Hiện là loại tên lửa được giới quân sự đánh giá là độc nhất vô nhị trên thế giới, được người Ấn Độ yêu mến đặt cho biệt danh là tên lửa ma thuật. Còn loại tên lửa hành trình phiên bản mới nhất này được người Ấn xưng tụng là số 1 vũ trụ. Mục đích của dự án tên lửa BrahMos 2 này nhằm phát triển một loại tên lửa động cơ BrahMos có tốc độ vượt khoảng 5 lần so với các loại tên lửa hiện có của quân đội Mỹ, đảm bảo trong vòng 1 giờ có thể tấn công tới bất cứ địa điểm nào trên trái đất. Cơ bản, các loại tên lửa của quân đội Mỹ hiện nay đều có tốc độ hạ âm hoặc chạm siêu âm như vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không Yishou-C-1, có vận tốc hạ âm 0.86m. Tên lửa hành trình Tomahawk cũng chỉ đạt được vận tốc thấp 0.86m. Giới chuyên gia quốc tế bình luận, dựa vào quy luật của loại vũ khí hiện đại này mà cục diện trên Biển Đông có thể đảo chiều trong nay mai, Trung Quốc phải e dè nếu muốn đưa quân tấn công lên các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát. Kính thưa quý vị các bạn, theo các chuyên gia về hàng hải cho biết, các trang thiết bị quân sự và vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng trên biển thường có tuổi thọ rất thấp. Nhưng đối với Trung Quốc thì khả năng về luyện kim của nước này rất thấp. Những đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng và lắp đặt trang thiết bị quân sự chỉ có khả năng sử dụng được từ 2 đến 3 năm phải thay mới. Nhiều công trình và các dạng hỏa tiễn được Trung Quốc lắp đặt trên các đảo nhân tạo chỉ sau 1 năm là bị rỉ sét không thể sử dụng được nữa. Để vận hành những dàn hỏa tiễn trên, các nhân tạo này Trung Quốc phải thường xuyên thay mới, gây thiệt hại về tiền bạc cho nền kinh tế của Trung Quốc. Những trang thiết bị này được ví như những con nghiện tiêu tốn ngân sách, nhưng việc tham vọng thực hiện giấc mộng Trung Hoa và muốn chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông của Việt Nam một cách phi pháp khiến cho Trung Quốc chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Vào sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo trực tiếp qua sóng vô tuyến vệ tinh với lính hải quân trên đảo dân tạo Phú Lâm của Hoàng Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974, nơi vừa có trận bão lớn xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua, khiến cho toàn bộ người dân Trung Quốc phải lo lắng cho các binh lính hải quân ở trên hòn đảo nhân tạo này. Nhiều nguồn tin cũng báo về bị dồn dập một lúc khiến cho ông Chủ tịch Tập Cận Bình đứng ngồi không yên. Một tướng lĩnh hải quân Trung Quốc đang chỉ huy trên khu vực Biển Đông còn thông báo rằng đảo Phú Lâm hoàn toàn có thể bị chìm qua cơn bão lớn mang tên Hải Yến, kèm theo cơn siêu lốc xoáy có 102 từ trước tới nay. Tập Cận Bình còn đau đầu hơn khi nghe tin 12 con tàu hải cảnh, 6 chiếc máy bay chiến đấu J-11B và 14 dàn tên lửa đất đối không cùng nhiều tài sản khác đã không cánh mà bay xuống lòng Biển Đông. Cách đây nửa tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải bay đến vùng biển Bột Hải, nơi đang diễn ra cuộc tập trận 70 ngày của Hải quân Trung Quốc, bởi nơi đó cũng xảy ra những biến cố chấn động. Dù công bố nhưng Tập Cận Bình cũng phải thừa nhận rằng hải quân của Trung Quốc trong mấy tháng đầu năm nay đã thiệt hại rất lớn. Hình như tất cả tai họa này đều đến từ thiên nhiên mà ý trời thì khó cưỡng, nếu không muốn nói là không thể cưỡng lại được.
Trong những ngày vừa qua, đảo nhân tạo Phú Lâm ở Hoàng Sa đang là một đề tài nóng bỏng được cả thế giới quan tâm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, rất nhiều những vụ đụng độ xảy ra trên hòn đảo này và ngay xung quanh 12 hải lý của hòn đảo. Tàu chiến của Mỹ, Nhật, Úc, thậm chí có cả Đài Loan, Việt Nam và Ấn Độ cũng đang xuất hiện ở nhiều vùng biển này. Tất cả các vùng nước không có sự thỏa thuận nhưng đều đổ bộ về đây nhằm mục đích ngăn cản Trung Quốc mở rộng bành trướng trên Biển Đông, và hòn đảo này chính là trung tâm đầu não. Nó có diện tích to lớn hơn so với các đảo khác. Trên đảo, Trung Quốc cũng cho xây dựng với quy mô hoành tráng các cơ sở quân sự, các nhà chứa kho vũ khí, nhà ở của các sĩ quan quân, lính hải quân, đặc biệt là hệ thống nhận dạng phòng không cũng được đặt làm hệ thống chính tại đây của Trung Quốc. Việc tàu bè các nước tập trung về đây để ngăn cản Trung Quốc bành trướng, chiếm lấy Biển Đông là một sự rất ngẫu nhiên. Lý do vì các nước đều có quyền lợi chung ở Biển Đông, nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không và vùng cấm để quy hoạch Biển Đông thuộc về của Trung Quốc, thì cả thế giới đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề giao thương qua lại trên tuyến đường hàng hải quốc tế này. Mặc dù tàu chiến của các nước triển khai về đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không có sự hợp tác chung trước, nhưng phía Trung Quốc lại cho rằng các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đang tập trung đánh chiếm biển đảo của Trung Quốc. Trong mấy ngày gần đây, tàu chiến của Mỹ, Nga, Ấn Độ đều đổ dồn từ biển Hoa Đông về đây. Trong ba cường quốc dù không bằng mặt với nhau trong nhiều lĩnh vực về quân sự cũng như kinh tế, nhưng khi thấy Biển Đông bị Trung Quốc khống chế thì những quốc gia này bỗng trở thành đồng minh với nhau. Nga có giàn khoan khai thác chung với Việt Nam, Mỹ thì không muốn hàng hóa của mình đi qua Biển Đông phải xin phép Trung Quốc. Mỗi bên đều có những lý do riêng của mình để ngăn chặn không cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Có rất nhiều vụ đụng độ xảy ra giữa ba cường quốc này với nhau. Nhưng sau khi những vụ đụng độ này kết thúc, tất cả đều có một điểm chung là im lặng. Điều này được lý giải vì cả hai phía đều sai, không dám công bố trước dư luận thế giới. Nhưng cái sai của Trung Quốc chính là nguyên nhân xảy ra cái sự vụ đụng độ kể trên. Riêng về phía Việt Nam ta, từ đầu năm 2021 đến nay, 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 của Việt Nam chưa một phút ngừng nghỉ hoạt động. Tầm hoạt động của con tàu này vô cùng rộng lớn. Nhiệm vụ của 6 tàu ngầm Kilo 636 là theo dõi hoạt động chính của Hải quân Trung Quốc trên 7 đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông của Việt Nam. Vào đầu tháng 1 năm 2021, khi phía Trung Quốc chở nhiều tên lửa và máy bay lên hòn đảo này, 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 của Việt Nam ta đã chở theo 134 lính đặc công nước lên công phá đảo Phú Lâm. Tuy đã làm ít nhất 4 chiếc máy bay tiêm kích và 12 dàn tên lửa của Trung Quốc thiệt hại, nhưng 3 chiến sĩ đặc công của nước Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Sau sự vụ này, phía Trung Quốc đã lên án Mỹ, Nhật Bản đã cho quân đội tấn công lên đảo Phú Lâm. Trung Quốc đã không thể ngờ rằng Việt Nam nhỏ bé luôn tỏ ra mềm mỏng trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nhưng phía sau lưng Việt Nam vẫn âm thầm phá tan những âm mưu thầm kín độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.